Xin kính chào quý vị các bạn, chúc quý vị và các bạn có một năm mới vui vẻ ha, làm ăn phát tài, bằng sự như ý. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Nhung ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Mình chị Nhung có dùng đúng rồi, hoa mai bonsai ha, nhiều dáng thế nè, để đẹp. Giá thì hữu nghị, rất mong quý vị ủng hộ cho chị Nhung ha. Lắc lượng duyên dáng quý vị. Rồi, chào chị. Dạ em chào anh Tâm ha. À, dạ con kính chào cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết ha, ngày đầu năm của năm mới ha. À, con kính chúc cô chú anh chị mình một năm ha vạn sự như ý. À, mừng đâu thắng đó ha. À, làm gì được đó. Rồi thành công trong mọi công việc của mình luôn. À, gia đình mình an khang thịnh vượng. Thì hôm nay thì con cũng có một clip phôi để giao lưu cùng cô chú anh chị mình ha. Con bắt đầu số đầu tiên cây số 1 luôn nha cô chú anh chị. À, bây giờ mà cô chú anh chị nào mình chốt hàng là mùng 6 Tết con mới gửi ha. Ví dụ mà mình thiện chí chốt hàng bên con thì cây nào con cũng xin cọc cô chú anh chị mình ha. Lớn thì con xin cọc nhiều, nhỏ thì xin cọc ít. Rồi mã số 1 luôn cô chú anh chị. Mã số 1 này là 77 chiều cao. Dạ hoành là 18. Củ đế của nó là 40. Đường kính bầu là 27. À, cây đầu clip đầu năm luôn cả nhà, một em dáng trực luôn ha, cho mọi việc suôn sẻ luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi mã số 1 này con giao lưu giá là 550 luôn cô chú anh chị. 550 ha. Dạ. Rồi con xuống cây số 1 luôn cô chú anh chị. Rồi con lên mã số 2. Lắc lượng bonsai. Rồi mã số 2 này là 37 chiều cao. Hoành vị trí này là 23. Rồi cái đường kính bầu của nó là 34. Đây quý vị. Thì đế quá đế luôn nha cả nhà. Dáng đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mã số 2 luôn cô chú anh chị mình ơi. Mã số 2 này bên con giao lưu cô chú anh chị giá là 1 triệu 2 luôn cô chú anh chị. 1 triệu 2. Dạ. Rồi cây nào con cũng bao ship toàn quốc cho mình hết ha cô chú anh chị ha. Rồi. Toàn quốc luôn. Dạ. Con xuống mã số 2 luôn. Con lên cây mã số 3. Rồi mã số 3 này là 67 chiều cao luôn cô chú anh chị ơi. Nhích lên đây đi. Rồi hoành vị trí này nó là 21 hoành. Rồi tổng cái nồi đế của nó là 90 luôn. Đường kính bầu là 34. Rồi để đâu vậy? Đó. Cây đế đẹp dáng ok luôn cô chú anh chị. Rồi, chủ vườn này vẽ cái lô cây này dáng rất là đẹp luôn ha cô chú anh chị ha. Rồi cây mã số 3 nha cô chú anh chị, bên con giao lưu cô chú anh chị giá là 1.850.000. Rồi 1.850.000. Dạ. Rồi con xuống mã số 3. Lắc. Rồi mã số 4 luôn cô chú anh chị. Mã số 4 này chiều cao nó là 48. Rồi hoành thân nó là 19,5. Rồi cái đường kính bầu nó là 30. Rồi cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Lực đế luôn. Rồi, đó, dáng nè. Dáng quái luôn cô chú anh chị mình đây. Rồi, mã số 4 này bên con giao lưu cô chú anh chị giá là 1 triệu mốt luôn cô chú anh chị. 1 triệu dạ. Mốt ha. Cây dáng quái luôn cô chú anh chị ha. Rồi, con xin phép xuống cây số 4 luôn. Rồi cây số 5. Cây số 5 là 62 chiều cao. Rồi hoành là 23. Rồi đường kính bầu là 33. Đây cộng to lực ha. Cây dáng cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Ngay chỗ cái vị trí này cô chú anh chị, đây là cái cây hồi đó người ta cầm á cô chú anh chị, hàng nó bị in dấu vô cô chú anh chị ha. Chứ không sao hết. Rồi cây này cây mã số 5 bên con giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1 triệu rưỡi luôn cô chú anh chị. 1 triệu rưỡi ha. Dạ mã số 5. Rồi con xin phép xuống cây số 5 luôn cô chú anh chị. Rồi con lên mã số 6. Cây này tông hơi cao miếng nha cô chú anh chị, chiều cao là 84. Hoành nó là 21. Rồi cái đường kính bầu là 33. Củ đế luôn cô chú anh chị.
vì mình nhích cây lên, đứng lên vậy là cây rất là đẹp cây luôn cô chú anh chị ha. Cái bầu con hơi nghiêng miếng. Rồi cây mã số 6 này bên con giao lưu giá là 1.350.000. Rồi 1.350. À, sở hữu ngay cây mai đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con xuống cây số 6 luôn. Lên mã số 7 luôn. Rồi, số 7. Rồi em này hả quái luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 7 này chiều cao nó là 50 chiều cao. Hoành vị trí này nó là 22 hoành luôn cô chú anh chị. Rồi tổng cái nồi đế của nó là 97. Đường kính bầu là 36. Đây đây, đẹp. Dạ. Còn to lực ha. Cái này lắc quái của chú anh chị ha. Đó, cái đường thân đó nè. Ngay chỗ cái vị trí này là có cái nhánh hồi đó nó bị chết hồi lâu lắm rồi nha cô chú anh chị ha. Dạ, nên giờ nó có cái vết hẹo. Rồi mã số 7 này bên con giao lưu cô chú anh chị giá là 1.850.000 của chú anh chị. 850. Dạ, mã số 7. Rồi con xuống cây số 7 luôn. Lên mã số 8. Rồi, số 8. Rồi mã số 8 này chiều cao nó là 68. Rồi hoành nó là 23 có hơn. Tính 23 đi cô chú anh chị ơi. Rồi tổng cái nồi đế của nó là 92. Đường kính bầu là 33. Cây lắc chán đẹp nha cô chú anh chị. À. Ở đây cô chú anh chị ha, cái khi con làm mà đế cái con gỉ xuống cái nó bị tét miếng nha cô chú anh chị ha. Đó. Nên cây này con để giá hữu nghị của chú anh chị mình luôn. Rồi mã số 8 này bên con giao lưu giá là 1.700.000 luôn cô chú anh chị. 1.700.000. Dạ. Cái đẹp. Đó, sở hữu một em giáng long này cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi con xuống mã số 8 luôn. Lên mã số 9. Ôi đế luôn. Rồi mã số 9 này chiều cao nó là 60. Hoành nó là 21,5. Rồi cái nồi đế của nó là 85. Đường kính bầu là 34. Em này nó đế nó đen tại vì nó bị nấm á cô chú anh chị. Yeah. Bên con ngâm thuốc xử lý cho cô chú anh chị mình rồi ha, mình cứ việc yên tâm luôn. Đó. Dáng này của chú anh chị. Chỉnh chỉnh cây ngã về trước miếng cô chú anh chị ha. Rồi cây mã số 9 này bên con giao lưu giá là 1.500.000 luôn cô chú anh chị. 1.500.000. Dạ. Mã số 9 luôn. Rồi con xuống cây số 9. Lên mã số 10. Rồi mã số 10 chiều cao là 67 chiều cao. Hoành là 25,5. Nồi đế của nó là 95. Đường kính bầu là 34. Đây đẹp. Dạ. Đều tròn giáp vòng luôn cô chú anh chị. Đường thân cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Đó. Rồi mã số 10 này bên con giao lưu giá là 2.100.000 luôn cô chú anh chị. 2.100.000. Dạ, sở hữu một cây mai rất là đẹp luôn. À. Rồi con xin phép xuống mã số 10 luôn nha cô chú anh chị. Rồi, lên mã số 11. Rồi, dáng trực ha, tông cây này cao. Dáng trực tông cao nha cô chú anh chị, cốt cành đều. Cây này chiều cao chắc khoảng 1m7 tới 1m8 đi cô chú anh chị ơi. Đó, con ước lượng vậy đi ha, đế nó nè. À, đều hết. Ba bên bốn phía gì có đế đều hết nha cô chú anh chị. Mình thân ngay vị trí này là 32 cô chú anh chị. Rồi, tổng cái nồi đế của nó là 1m25. Đường kính bầu của nó là 49. Đế đều hết luôn cô chú anh chị ơi. Lá rất là to luôn cô chú anh chị. Rồi cây mã số 11 này bên con giao lưu giá là 2.700.000 luôn cô chú anh chị. 2.700.000. Dạ, mã số 11. Rồi con xin phép cô chú anh chị mình xuống mã số 11 luôn cô chú anh chị. Rồi, dáng trực luôn. Rồi tiếp theo cây số 12 cũng cây dáng trực nữa cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 88 chiều cao.
hoành là 26 hoành. Dán trực mà đế khủng bố luôn nha cô chú anh chị. Rồi tổng cái nồi đế là 1m13. Vậy đế ha. Dạ, cái đường kính bầu nó là 40. Rất đẹp. Dạ. Quá đẹp luôn. Mấy cái nách nó già già bung bể nách hết rồi cô chú anh chị. Cốt chỉ xương rất là đều luôn. Cô chú nào, anh chị nào mình thích dán trực trên ngay em này luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi cái mã số 12 này bên con giao lưu cô chú anh chị giá là 2,3 triệu luôn cô chú anh chị. 2,3 triệu. Mã số 12. Rồi. Con xin phép xuống cây số 12 luôn cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 13 cũng một em dán trực nữa cô chú anh chị ạ. Rồi, chiều cao tầm 1m2 cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là 29,5, lấy 29 đi. Đó, cho nó nguyên. Rồi, tổng nồi đế nó là 1m27. Đường kính bầu nó là 44. Đế đều. Cốt chi cũng rất là đều luôn cô chú anh chị ơi. Cây này thì đế bàn ha cô chú anh chị ha. Đó, ba bên bốn phía có đủ hết. Rồi cây mã số 13 này bên con giao lưu giá là 1,7 triệu luôn. Rồi, cô chú anh chị. 1,7 triệu. Dạ, mã số 13. Giá bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi con xin phép số 13. Rồi con lên số 14. Rồi, số 14 chiều cao nó là 65 chiều cao. Hoành nó là 25 nguyên. Rồi cái củ đế của nó là 55 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 33. Rồi, đế đâu vậy? Đế đều luôn. Đế đều luôn. Dáng đẹp nữa cô chú anh chị nè ha. Đó. Dáng rất là đẹp luôn. Rồi cây số này, cây số 14 bên con giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2,4 triệu luôn cô chú anh chị. 2,4 triệu. Mã số 14 luôn. Đó, cây rất là đẹp. Rồi con xin phép xuống số 14. Rồi lên số 15. 15. Em này lắc quái cô chú anh chị. 15 này 33 chiều cao. Hoành nó là 21 hoành. Này về vô chỗ hộp xoài hình chữ nhật gì cô chú anh chị ha. Đường kính bầu là 34. Coi lắc quái luôn của chú anh chị ha. Rồi mã số 15 này bên con giao lưu giá là 1,7 triệu luôn của chú anh chị. 1,7 triệu. Dạ mã số 15. Rồi con xuống cây số 15 luôn. Lên số 16. 16 này chiều cao là 48. Hoành là 21. Nồi đế của nó là 90. Đường kính bầu 33. Cây bẻ đường thân rất là khéo luôn của chú anh chị. Đế thì khỏi chê luôn. Rồi cây 16 này bên con giao lưu giá là 1,8 triệu luôn của chú anh chị mình ơi. 1,8 triệu. Dạ, sở hữu cây quá đẹp luôn ha. Rồi con xin phép xuống cây số 16. Lên cây số 17 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi số 17 này chiều cao nó là 44 chiều cao. Cái hoành vị trí này nó là 23 nguyên. Rồi cái củ tròn tròn dưới đây nó là 34 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 33. Dáng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Dạ, cây số 17 này bên con giao lưu giá là 2,2 triệu luôn cô chú anh chị. 2,2 triệu. Dạ, mã số 17 luôn. Rồi, con xin phép xuống cây số 17. Rồi, con lên số 18 luôn. Số 18 này chiều cao là 76. Rồi, hoành thân vị trí này là 29.
Đường kính bầu là 35. Rồi, hố đế ha. Dạ. Cộng ghế to lực hơn cô chú anh chị ha. Dán cây nữa nè. Hồng gió cây luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này cây số 10, cây số 18 nha cô chú anh chị. Rồi 18. Cây số 18 này bên con giao lưu giá là 2 triệu 8 luôn cô chú anh chị. 2 triệu 8. Em cây đẹp quạnh to. Dạ. Rồi con xin phép xuống mã số 18 luôn. Rồi lên số 19. Cây này đẹp của chú anh chị ơi. 19 này chiều cao nó là 72 chiều cao. Cây này mình gân sắn dặn đẹp đó. Hoành thân vị trí này là 28 yếu miếng. Rồi tổng cái nồi đế của nó là 97. Đường kính bầu của nó là 40. Một nồi đế luôn. Cây này một nồi đế luôn, dáng cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mình gân luôn. Cây này cô chú anh chị mình nhận hàng là ở ngoài cây còn đẹp nữa nha cô chú anh chị ha, rất là lực luôn. Rồi mã số 19 thì bên con giao lưu giá là 3 triệu rưỡi luôn cô chú anh chị. 3 triệu rưỡi. Mã số 19 luôn. Dạ. Rồi con xin phép xuống cây số 19. Rồi lên mã số 20 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này lùng lực, cục gịch luôn. Rồi, 20 này chiều cao là 44 chiều cao. Hoành vị trí này là 31 có hơn. Rồi, cái nồi đế của nó là 95. Cái đường kính bầu là 35. Đó, chiều sổ vị trí này là 26. Rồi, đây. Đó. Mặt này đế khủng khiếp luôn nha cô chú anh chị ha. Co lắc quái luôn. Rồi cây này mã số 20 của chú anh chị, bên con giao lưu của chú anh chị là 3 triệu 7 luôn cô chú anh chị. Dạ. Sở hữu một em lùng lực nè. Quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi con xin phép cô chú anh chị con xuống mã số 20. Rồi lên cây số 21 luôn. Em này tông cao miếng cô chú anh chị ha. Rồi mã 21 này chiều cao này 1 mét đi cô chú anh chị ơi. Hoành vị trí này nó là 27 có hơn. Hoành 27 mà dán với đế nó khủng bố luôn. Rồi tổng cái nồi đế nó là 94. Cái đường kính bầu nó là 37. Đế nó cô chú anh chị. Dạ đều luôn, bốn mặt luôn cô chú anh chị. Em dán siêu mà lắc nha cô chú anh chị ha. Đó. Rồi, cây mã số 21 này bên con giao lưu cô chú anh chị giá là 4 triệu 2 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi, 4 triệu 2 mã số 21. Cây 21 này cũng là cây cuối clip của con ngày hôm nay ha cô chú anh chị ha. Rồi bên con cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình dành thời gian theo dõi đến hết clip ha. Thì một lần nữa thì con chúc cô chú anh chị mình ha năm mới vạn sự như ý ha. Bằng ăn phát tài phát lộc luôn cô chú anh chị mình ha. Con xin chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau ha. Cảm ơn người xem hết video ha. Rất mong người ủng hộ cho chị Nhung ha. Cũng với mình cũng tạm vậy nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.